Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sáng hôm nay tôi dạy rất là sớm và tôi cũng cầu nguyện. Và cái chủ đề này là Chúa cho tôi lúc mà tôi cầu nguyện trên hóc môn. Khi tôi cầu nguyện như vậy thì tôi muốn hỏi Chúa trong chủ nhật này con sẽ chia sẻ điều gì cho Hội Thánh. Thì Chúa cũng cho tôi nhiều đề tài lắm. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa đưa tôi đến cái chủ đề là muốn gửi với Hội Thánh buổi sáng hay là kết quả theo ý Chúa. Amen. Chúng ta cùng đón người bên cạnh là kết quả theo ý Chúa. Amen. Hay là kết quả nhân bội. Amen. Càng phải kết quả nhân bội nữa. Amen. Cảm ơn Chúa, đó là chủ đề mà tôi muốn gửi với Hội Thánh buổi sáng hôm nay. Phần kinh thánh nền tảng tôi muốn chia sẻ ở trong Giăng đoạn thứ 15. Xin chúng ta cùng mở trong Giăng đoạn thứ 15. Tôi muốn chia sẻ trong bản 2010. Giăng đoạn thứ 15. Cô Nghĩa Hiền sẽ đọc cho chúng ta nghe lời của Chúa trong Giăng đoạn thứ 15 từ câu 1 cho đến câu số 17. Và cô Hiền sẽ đọc cho chúng ta nghe lời của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin kính chào Hội Thánh. Tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn thứ 15 từ câu số 1. Ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. Bất cứ nhánh nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt đi. Còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn. Các con đã được tin sạch nhờ lời ta đã truyền dạy. Các con, hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Như nhánh nho nếu không ở trong cây nho thì không tự nó có thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả. Và ta ở trong người ấy thì sinh ra nhiều quả. Vì ngoài ta các con không làm gì được. Nếu ai không cứ ở trong ta thì bị ném ra ngoài như cành nho bị héo. Người ta chặt lấy ném vào lửa thì nó cháy. Nếu các con cứ ở trong ta và lời ta ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Bởi điều này cha ta được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ ta. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các con thầy ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của ta. Nếu các con quân giữ điều răn của ta thì ta sẽ ở trong tình yêu thương của ta, cũng như ta đã vân giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. Ta nói với các con những điều này để niềm vui của ta ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị. Amen. Một lần nữa tôi muốn nói với Hội Thánh rằng Chúa Giêsu là đấng đã chọn lựa mỗi người trong chúng ta. Amen. Không phải chúng ta chọn Chúa, bèn là Chúa đã chọn chúng ta. Amen. Nhưng buổi sáng nay tôi muốn nói với vị rằng Chúa không chỉ chọn chúng ta để làm kiến, mà Chúa chọn chúng ta để chúng ta được kết quả cho Ngài. Chúng ta hãy nhìn người bên cạnh đó là Chúa muốn bạn và tôi kết quả cho Chúa. Chúa muốn bạn và tôi kết quả cho Chúa. Kết quả là ý của Chúa. Amen. Kết quả đó là Chúa muốn chúng ta quay chúng ta và đem nhiều người trở lại với Chúa. Kết quả đó là Chúa muốn chúng ta mở thêm những hội thánh, không phải chỉ Việt Nam thôi mà mở qua nơi miền Đức nữa. Amen. Mở qua bên Campuchia nữa, mở bên bất cứ nơi nào Chúa muốn chúng ta, bất cứ nơi nào chúng ta đi, bất cứ chỗ nào chúng ta làm, Chúa muốn chúng ta được kết quả trên nhà của Chúa. Amen. Buổi sáng hôm nay trên tôi dồn xuống, tôi cũng thấy có một số người mới. Xin vui mừng lòng chào đón tất cả những người lần đầu tiên đến đây. Xin Chúa ban phước cho mọi người anh chị em ơi. Amen. Cảm ơn Chúa. Sau giờ này thì chúng ta có thể giờ thông cộng với nhau. Một lần nữa tôi nói chị em rằng Chúa đã chọn mỗi người trong chúng ta là Chúa muốn chúng ta được kết quả gì. Amen. Ở trong phía đó thứ nhất đoạn 2 câu số 9 Chúa nói rằng là nhưng anh em đã dòng dõi được lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm mà đến nơi sáng lắng lạ lùng của Ngài. Ngày trước anh em không phải là một dân mà bây giờ là dân của Đức Chúa Trời. Ngày trước anh chị em không được thương xót mà bây giờ được thương xót. Amen. Một lần nữa tôi kính lạy dân sự của Đức Chúa Trời là Chúa đã chọn lựa mỗi người trong chúng ta. Amen. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 Chúa nói là Chúa đã chọn lựa chúng ta trước khi sáng thế.
trước khi chúng ta lọt trong lòng mẹ, Chúa đã biệt riêng chúng ta, chọn lựa chúng ta, giống như Ngài đã chọn lựa đề tớ của Ngài là Jeremy là vậy. Cho nên một lần nữa, anh chị em ơi, chúng ta có mặt tại đây, chúng ta được phục vụ Chúa không phải là bởi tài năng, khôn ngoan, sự khéo léo, trình độ hay là đạo đức của chúng ta, nhưng bèn là bởi ân điển của Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta. Bao nhiêu người trong chúng ta biết rằng mình vẫn còn hầu Chúa đó là bởi ân điển của Chúa? Bao nhiêu người dám tự cao, tự xưng bảo rằng nhờ sức của tôi, tài giỏi của tôi mà tôi mới trở thành người công bình? Các chúng ta dám nói điều đó không? Không. Mà chúng ta được tất cả điều này là bởi sự thương xót ân điển Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta. Nhưng mà điều tôi muốn nói buổi sáng hôm nay, những người được Chúa chọn, những người được Chúa dùng, những người Chúa muốn chúng ta được kết quả, chúng ta cần phải đối diện những điều gì? Quý vị hãy nghe lời của Chúa. Trở lại trong lời của Chúa, Chúa Giê-xu phán: ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. Chỉ có Chúa Giê-xu là cây nho thật hay là gốc nho thật mà thôi. Còn cha ta là Đức Chúa Trời, là đấng đã trồng lấy vườn nho, cây nho này trên thế giới này. Và Chúa nói là bất cứ cành nào mà trong ta mà không kết quả thì phải bị chặt đi. Nghe tới đây là một số người sẽ không được vui cho lắm. Nhưng mà trong danh Chúa Giê-xu tôi cầu nguyện rằng năm 2024 này chúng ta phải được kết quả cho Chúa. Amen. Chúng ta hãy nói người bên cạnh là Chúa muốn bạn trong năm 2024 này bạn kết quả cho Chúa. Hãy nói người bên cạnh này, Chúa muốn bạn trong năm 2024 này phải kết quả cho Chúa. Kết quả cho Chúa. Amen. Cái kết quả đầu tiên mà Chúa muốn á là đời sống chúng ta cần phải được tái sanh và đổi mới. Nhiều người thì bảo là nghĩ kết quả thì nghĩ đó là ồ tôi sẽ nhận được nhiều người tin Chúa, điều đó là tốt. Sẽ nghĩ là ồ tôi sẽ mở được nhiều hội thánh là tốt. Nhưng việc đầu tiên Chúa muốn một người tin Chúa phải kết quả là chúng ta phải nhờ ơn Chúa mà tái sanh đổi mới đời sống của mình. Phải tái sanh đổi mới những cái thái độ, những đời sống cũ của chúng ta, hãy nhờ ơn Chúa mà thay đổi đi anh chị. Vì Chúa Giê-xu Ngài muốn mỗi người chúng ta được đổi mới. Trong lời của Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 và số 17 cho chúng ta biết rằng: vậy nếu ai ở trong thánh Christ, nấy là người dựng nên mới. Là một tấm cầu vọt á, những sự cũ đã qua đi, những cái điều gì cũ kỹ, hận thù, hơn thua, trách móc, tội lỗi, những cái điều gì quá khứ, mê tín, dị đoan, những cái điều mà sân si xấu xa phải qua đi, và này mọi sự đều trở nên một tâm linh mới, một con người mới, một ý chí mới, một lối sống mới, dựa theo lời hứa hay là trên nền tảng là lời của Chúa Trời. Cho nên Chúa muốn nói, đây là câu số 2, quý vị hãy để ý, bất cứ cành nào hay là nhánh nào ở trong ta mà không kết quả thì phải chặt đi, đau quá. Còn những nào kết quả rồi thì ta phải tỉa sữa để được nhiều quả hơn. Cái con người nào, những anh chị em nào mà đã là người phục vụ Chúa rồi thì tôi cũng báo với anh chị em rằng qua lời của Chúa, Chúa muốn chúng ta cần phải được tỉa sữa để được kết quả hơn. Amen. Hồi nãy thì đề tớ của Chúa là một sư minh có nói vui, nhưng mà đây cũng là sự thật. Chúa dùng hội thánh để tỉa sữa những các vị mục sư, mà Chúa cũng dùng những vị mục sư để tỉa sữa hội thánh. Amen. Nhưng mà tỉa sữa không phải là để giết, nhưng mà tỉa sữa để được kết quả hơn. Amen. Là vợ là chồng với nhau cũng vậy, đúng không chị em? Muốn sống hạnh phúc lâu dài, muốn sống đến độ mà đến mà sống với nhau 70 năm, 80 năm vẫn còn vợ còn chồng mình đi như vậy, thì tôi thiết nghĩ là ông chồng đó cũng bao nhiêu lần mình và vợ tỉa sữa. Mà ngược lại, cô vợ đó cũng bao nhiêu lần bị ông chồng tỉa sữa. Amen. Nhưng mà những lúc vui thì mình thấy đó là được tỉa sữa. Amen. Đúng anh chị em? Mà còn những lúc mà không vui thì nó là bị tỉa sữa. Nhưng mà nếu những người nào vẫn còn yêu Chúa thì mình thấy là mình được tỉa sữa. Amen. Và tôi khao khát rằng trong hội thánh Sa-lôm là những người công bố rằng con được Ngài tỉa sữa. Trong hội thánh Sa-lôm thì có một số cô giáo dạy anh văn. Cô giáo dạy anh văn thì có những lúc tôi nói tiếng Anh thì có những thầy giáo và cô giáo nói là thầy ơi thầy nói sai rồi,
hồi lâu á tôi nói là đức tin á, tôi nói là phép ông sinh sinh mình đó là cậu sai rồi đức tin là tôi nói là phay chứ, tôi nói đức tin là phay chứ ông một sinh mình ông dạy tôi hãy nhấn ăn cho nó chuẩn, đừng có nói phay mình khỏe đức tin là phép là này kia. Những con người họ chỉnh mình không phải là ghét mình, nhưng họ chỉnh mình để mình đúng hơn cả chị. Thường thì chúng ta muốn được người ta khen, đúng không chị em? Là con người ăn thích khen cả. Nhưng mà một lần nữa tôi nói chị em là họ khen đúng á, cả là bạn của chúng ta đó, đúng không? Họ khen đúng á, họ là thầy của chúng ta đó. Nhưng mà họ khen sai á, đừng có mê nha. Nếu họ khen, họ khen mà chúng ta nó nhìn Phong, ủa Phong sao mày cao dữ vậy, Phong ơi sao mà thấy người mình gọn như vậy á, là câu chuyện đó. Nhưng mà thật sự là mình có khúc mà mình phải vậy. Cho nên anh chị em ơi, nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta hãy hiểu rằng Chúa muốn chúng ta được sai trái thì ngài phải cho phép những sự tỉa sửa. Một lần kia thì tôi được một người bạn mời về ở dưới Tiền Giang để thăm viếng và đi vô một cái khu vườn. Và tôi vô tôi thấy cái khu vườn wow, nhãn lắm quý vị, trái vậy á. Mà cái ông chủ ông cầm cái kèm á, ông rất quá trời đất xuống. Cái kỳ thế này, nhãn ta ra trái mà sao mà chú cắt hết trơn vậy. Ông kêu cậu Sài Gòn có biết gì đâu. Nếu mà để mà nó xung xơi như vậy á, thì trái nào nó lớn bao lớn vậy nè. Nó bao lớn vậy nè. Mà để nó nhiều như vậy á, thì coi như là cần nó gãy nữa mà bán được tiền. Cắt bớt những cái nhánh nào không có mà mạnh, những nhánh nào yếu cắt bỏ bớt, và những trái nào không hiệu quả bỏ bớt, để những cái trái kia nó được to, được mập và nó được kết quả hơn. Wow, tôi thấy cắt máu mủ nó chảy xuống rồi trái rớt xuống, và nó một cái điều gì đó nó đau đớn. Nhưng mà cuối cùng là gì? Mùa thu hoạch lại bội thu cho chủ nhà. Và ông nói là cái cây kia nhãn này nè, năm vừa rồi mà tôi không chịu cắt đó, nó không ra trái nào hết. Mà năm này tôi cắt hết những cái điều xung quanh đó, nó tức nó lại ra trái. Wow, tôi học được một bài học thuộc linh. Những gì Chúa Giê-xu đã nói rằng anh làm, cái nào mà không kết quả thì chặt là bỏ, nhưng mà cái nào đã kết quả thì phải được tỉa đi để được sai trái hơn. Tôi cầu nguyện cho năm 2024 này, chúng ta sẽ là những người làm theo chủ đề là gì? Quý vị nhớ chủ đề năm nay là gì không? Vững vàng và chiến sự. Hãy vững vàng khi bị cắt tỉa. Amen. Hãy vững vàng khi bị cắt, bị tỉa. Và hãy quyết định không bỏ cuộc. Hãy tiếp tục tiến lên để chiếm sứ điện Chúa Trời. Và tại đây Chúa bảo rằng là những quả nào mà, những cây nào mà đã kết quả thì phải tỉa sửa đi để được kết quả hơn. Wow, tôi cảm ơn Đức Chúa Trời, và tôi cũng cảm ơn những người đi trước, và tôi cũng cảm ơn những người đi sau. Mỗi một người trong một thời điểm đã dạy cho tôi một bài học, mà bài học tôi đang học hiện bây giờ nè cay lắm, đắng lắm. Những người nào đã biết, có những con người gọi là đàn em của mình, có những con người gọi là đã từng gọi là tiên sinh mình, là ân nhân của họ, mà bây giờ họ tìm cách để họ hại chúng ta, họ tìm cách để họ mỉa chúng ta, và họ tìm cách họ càng khịa chúng ta, và họ chọc tức chúng ta. Mà nếu mà mình không cẩn thận á, là chúng ta sẽ bị mắc bẫy chúng nó. Nhưng mà Chúa biểu tôi rằng là sao? Hãy yên lặng biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Hãy yên lặng biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta không để ta không bị kinh dị đâu. Cho nên nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta là con cái của Chúa, đừng bao giờ ăn thua đủ với những người xác thịt. Nhưng mà những người nào cấp trên của chúng ta, những người nào lãnh đạo chúng ta mà tỉa sữa, tôi cầu nguyện cho tôi và anh chị em hãy sẵn sàng đón nhận những roi yêu thương đó. Đúng không anh chị em? Hãy đón nhận những cái roi yêu thương. Có những cái roi yêu thương mà lời của Chúa nó. Có một lần thì tôi được học trong trường Kinh Thánh, thì có một ông giáo sư ông dạy về lời của Chúa sắc như gươm hai lưỡi. Lời của Chúa luôn bắn ra tới mục đích. Và khi một ông mục sư lên trên ông giảng bùng xuống bắn hai mình vậy đó. Nhưng mà sao? Né cái gì này? Né cái gì này? Nhưng mà tôi cầu nguyện cho tôi và anh chị em không nên như vậy. Chỗ nào mà Chúa bắn, Chúa tỉa chúng ta nên nhận lãnh và sửa đổi để được sai trái hơn.
chúng ta lắc vai người bên cạnh đó là quyết định năm nay hãy xài trái hơn, quyết định năm nay hãy xài trái hơn, quyết định năm nay hãy xài trái hơn. Cũng đồng nghĩa là quyết định năm nay phải chấp nhận bị tỉa sữa nhiều hơn. Amen. À, khi tôi đọc lời của Chúa thì tôi được dạy dỗ trong sách Mát đoạn thứ 4. Thì Chúa nói với tôi trong sách Mát đoạn 4, tôi muốn đọc cho quý vị nghe lời của Chúa. Ở trong Mát đoạn 4 thì Chúa thích lệ cho tôi là Chúa muốn mỗi người trong chúng ta là một hộp xin được 30 và Chúa muốn chúng ta một hộp xin được 60 và một hộp xin được 100. Đó. Chúa muốn chúng ta cần phải kết quả cho nhà của Chúa Trời. Tôi đọc lời của Chúa cho quý vị nghe trong sách Mát đoạn thứ 4 và từ câu 19 tới đây như sau. Nhưng sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của sự giàu sang và sự tham muốn của những thứ khác xâm chiếm lòng họ, làm cho đạo bị ngạt ngoài không kết quả được. Còn những hạt được gieo trong đất tốt là giống như những người nghe đạo thì tiếp nhận và kết quả. Hạt này ra được 30, hạt khác ra 60, hạt khác ra được 100. Và nhân danh Chúa Giêsu một lần nữa tôi khích lệ dân sự của Chúa là Chúa muốn chúng ta kết quả trong năm 2024 này ít nhất là 30 và trung bình là 60 và nếu tốt hơn lại là phải là 100. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho những cái tổ tế bào, những cái điểm nhóm Rafa, Yire, An Thạnh hay là Tân Bình hay là ở ngoài Hải Phòng, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Vĩnh Lộc C hay là Đức Xê Dịch, ít nhất quý vị trong năm này phải là 30. Amen. Ít nhất là 30. Amen. Hãy nói người bên cạnh là ít nhất phải được 30. Ít nhất phải được 30. Tôi cầu nguyện cho những người làm ăn kinh tế năm nay ít nhất cũng phải được 30. Amen. Amen. Ông xin bình tĩnh 100 rồi nè. Nhưng mà ít nhất được 30, nhưng mà trung bình phải là 60. Hãy nhìn thắng người bên cạnh đó là trung bình là 60 nha. Trung bình là 60. Trung bình là 60. Sáng nay hồi thánh chúng ta từ người lớn đến người nhỏ có thể hơn 100. Nhưng mà tôi nói quý vị là chúng ta đừng nên dừng lại cái số này. Chúng nó là tôi người lớn quá nha, cảm giác. Nhưng mà thật sự đây là điều tôi muốn nói với hồi thánh và anh chị nên nhớ. Lúc bây giờ chúng tôi cưu mang, chúng tôi nói là Chúa ơi, khao khát hội thánh Salon này sẽ xây được một nhà thờ 500 ghế ngồi lúc bây giờ. Và bây giờ chúng tôi khao khát cầu nguyện một thời gian. Thì chính đó một sư minh đến nói 500 nhỏ lắm cậu ơi, 500 nhỏ lắm cậu ơi, cậu phải khao khát ít nhất là phải 1.000. Và bây giờ cái căn nhà thờ của tổng hội của chúng ta lên đó là 500 rồi. Nhưng mà tại đó cái giếng đó là đang có sự kia ha. Nhưng mà chúng ta sẽ cầu nguyện để rồi Chúa đưa chúng ta đến một cái giếng mà ít nhất phải là 1.000. Amen. Và có những con người đang âm thầm cầu nguyện với tôi từ 4:30 sáng. Amen. Và nói mục sư, nếu mọi sự thành công Salon sẽ sớm có một nhà thờ 1.000 ghế ngồi. Tôi muốn khích lệ hội thánh hãy trông mong vào nơi Chúa. Cái chỗ nào mang tính cách chân dành, Isaac nhường nó đi. Dân dân nhường nó đi và Chúa đưa Isaac đến nơi rộng rãi. Nơi đó có 70 cây trà là và 12 giếng nước. Anh chị em yêu dấu, tôi nói với anh chị em rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hàng xóm. Amen. Đức Chúa Trời là đấng quyền năng. Amen. Và đấng đang tể trị trong mọi hoàn cảnh. Amen. Tôi cầu nguyện rằng mỗi một người trong chúng ta thường nghe nói rằng là năm 2023 là một năm phải là đầy thử thách trên cả thế giới này, đặc biệt là Việt Nam, nhất là cái ngành bất động sản nó bị đóng băng, bị căng thẳng. Và phải nói là không có nhúc nhích trục trặc gì được cả. Người bán không được mà người mua không xong, người nhường không được mà người lấy không được đó. Nó đủ thứ chuyện rồi, ảnh hưởng tới ngân hàng. Đến nỗi mà rất là nhiều cái cơ sở đã bị căng thẳng trong năm 2023 này. Nhưng mà hội thánh của Chúa tại đây vẫn còn mạnh mẽ, vững vàng. Đó là bởi ân điển của Chúa. Tôi muốn nói điều này để hội thánh của Chúa biết là chúng ta không sống theo quy luật của trần gian,
nhưng mà chúng ta sống theo quy luật của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta nhớ trong Sáng Thế Ký đoạn 26 không? Đoạn 25 là một cái đoạn mà phải nói là bị nắng hạn, khó khăn, thử thách, đối ghét. Nhưng mà đến đoạn 26, giữa thời kỳ đầy dẫy sự căng thẳng, khó khăn như đó, Isaac đã gieo hạt giống. Amen. Ông gieo trong đức tin. Và giữa nơi nắng hạn khô cằn ở đó, Đức Chúa Trời đã làm cho ông gặt hái bội trăm phần, một trăm phần hơn luôn kia, để nỗi ông trở thành rất là giàu có lớn lao. Ông có bầy chiên, bầy bò, tổ trai, tớ gái, bò lừa rất là đông. Ông giàu sang đến đó mà dân Philippines trở nên ganh ghét với ông, ganh ghét với ông. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi cầu nguyện cho những người đang nghe sứ điệp hôm nay, nếu quý vị có đức tin mở lòng ra, quý vị sẽ sống theo quy luật của Đức Chúa Trời chứ không sống theo quy luật của trần gian này. Amen. Quý vị sẽ nhận lãnh cái điều gì đó mà ngoài sức của quý vị. Điều đó để cho mọi người biết rằng đây không phải là đến sự khôn ngoan của chúng ta, bè là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Một hộp ít nhất là 30, hộp khác thì là 60, một hộp khác là 100. Đó là ý muốn Chúa Giêsu dành cho các môn đồ. Amen. Và cũng là ý muốn của Chúa Giêsu dành cho hội thánh Salom trong năm này. Amen. Hỡi anh chị em yêu dấu, 2023 Chúa đã tỉa nhiều rồi, và 2021 phải là ra hoa bằng kết quả. Lắc vai người bên cạnh đó, năm này phải ra hoa bằng kết quả, năm này phải ra hoa bằng kết quả, phải ra hoa bằng kết quả. Tôi cầu nguyện cho những hội thánh những tổ tế bào cũng được phát triển lên. Amen. Và tôi cầu nguyện cho những người làm ăn kinh tế trong hội thánh, chúng ta đừng quên việc cầu nguyện chúc phúc cho những người làm ăn kinh doanh. Đừng bao giờ dùng lời nặng nề mà đấu đãi với những người đang làm ăn kinh tế. Đừng bao giờ. Chúa biết rằng môi lưỡi chúng ta chỉ cầu nguyện chúc phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện chúc phúc cho họ làm ăn, họ thanh đạt, gia đình của họ rộng rãi, thì nhà của Đức Chúa Trời cũng được rộng rãi. Đúng không chị em? Như vừa rồi chúng ta tổ chức về Giáng sinh, và là ngốn nghĩa cũng cần 100 triệu, nó đâu có dễ đâu chị em. Nhưng mà nếu không có các này, các trò, các kia, anh chị em không đóng góp, nhà nào cũng khó khăn thế thôi, thì chúng ta có làm nên công việc được như vậy không? Wow. Cho nên chúng ta khao khát là mỗi thành viên đều được Chúa ban phước. Nơi chúng ta đang đứng như thế này, chúng ta đang sinh hoạt như thế này, nếu như con cái của Chúa mà không được Chúa ban ơn chúc phúc, thì chúng ta có được mát mẻ giống như vậy không? Amen. Chúng ta có được rộng rãi như thế này không? Amen. Chúng ta có được đầy đủ những nhạc cụ như thế này không? Amen. Cho nên bởi đức tin một lần nữa, tôi nhân danh Đức Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, tôi cầu nguyện chúc phước trên những người làm ăn kinh tế trong thánh sơ lông. Quý vị cho trở nên thánh vượng. Amen. Thánh vượng để làm các thứ việc lành. Amen. Thánh vượng để giữ phần trong công việc nhà của Chúa. Amen. Chúng ta biết rằng giữa thương gia và mục sư luôn luôn phải đi đầu với nhau nha chị. Amen. Đúng không mục sư Minh? Thương gia và mục sư phải đi đầu chung với nhau. Amen. Chứ giảng không mà không có nước uống cũng căng lắm. Đúng không? Cứ đi hoài mà không ai dâng hiến cũng khó khăn lắm. Quý vị thấy vừa rồi hồi thánh Salon, chúng tôi đi lên cầu nguyện. Lên cầu nguyện thì chúng tôi đến, chúng tôi chỉ biết một số điều. Đi đến như vậy á, thấy ông mục sư vẫn còn có một tay à, không biết lý do sao mà ông cũng có một tay. Rồi ông vô, dẫn vô một cái liều, nó sập sệ. Mà con cái của Chúa, họ mới tin Chúa có, chưa tin Chúa có, sao mà nó nghèo rách bồn tơi. Rồi tôi nói anh chị em là mùa lạnh mà nó cũng không có đồ đàng mặc đàng hoàng. Tôi tới đó tôi nói là xin Chúa ban phước cho anh chị em, đi cho bình an, ăn cho no, mặc cho ấm, rồi tôi chúc phước xong tôi về. Đúng không chị? À. Như vậy thì có đúng tin thánh không? À. Nhưng Chúa nói là đạo tin sạch trước mặt Đức Chúa Trời là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong con cơn khốn khó của họ. Cảm ơn Chúa. Thế là cũng có được 60 phần quà được cung cấp cho những người khó khăn tại đó. Chúng ta vỗ tay ngược cái ngày. Amen. Chúng ta ngược cái ngày. Nếu như không có những con người đứng phía sau của chúng tôi, thì chúng tôi có thực hiện được những điều đó không? Không. Không có. Vừa rồi, hai vợ chồng tôi, cô Mỹ với cô Dung, đi qua Campuchia. Mà họ nghe chúng tôi đi qua, thì cứ
đánh hơi rất là lạ. Mà bắt đầu họ mừng lắm. Họ mừng đến nỗi con nít tập trong từ nói anh chị em là khoảng bao nhiêu đứa ta. Con nít buổi chiều nó khoảng bao nhiêu người khoảng á. Cô Hiền đi. Tôi cầm hai cái vali bánh kẹo. Vali của tôi nhìn to bự sang nhà ta có còn bánh kẹo không này. Tôi nói anh chị em nào, một vali bự như vậy mà bên cô đứng một thùng nó cũng không phát đủ nữa các anh chị. Nó bu đông như vậy. Còn những người già, già như vậy mặt mày xanh xao, rồi đi tới ngồi, rồi người tập, người quỳ đủ thứ cả. Tới vậy, tôi tới tôi nói, nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước cho chị em ăn cho no, mặc cho ấm, đi về bình an nha. Có được không? Không được. Hiểu. Chứ thiếu một cái gì đó. Về thuộc linh thì đã được rồi, nhưng về mặt thực thể, nó thiếu một cái gì đó. Cho nên, cảm ơn Chúa, 1,000 ký gạo cũng được gửi tại đó, và một vali bánh kẹo và thêm một thùng nữa cũng được giúp đó. Ngoài tiếng vui, tiếng cười, những bài hát, những câu gốc, những lời cầu nguyện chúc phước, họ ra về trên tay một bịch gạo, một bịch bánh, bịch kẹo cũng vui hơn là không có gì cả. Amen. Cho nên tôi muốn trong năm này hậu thánh Salom chúng ta phải kết quả nhiều cho Chúa. Amen. Chúng ta nói từ bên cạnh khá được linh làm thực thể. Bao nhiêu người khao khát gia đình mình chỉ thịt được thuộc linh thôi, không dám à? Rồi bao nhiêu người nói là cô cầu nguyện cho năm này gia đình con chỉ cần được thịt được vật chất thôi, giàu có được rồi, khỏi cần lúa giảm đó vào đó đâu. Nhưng mà ông Giang ông cầu nguyện cho anh Út là gì? Tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự, phần linh, phần hồn, phần thể xác đều được vẹn toàn, được thịnh vượng trong ý muốn của Chúa. Chúng ta vỗ tay người khen Ngài. Kết quả nhiều là như vậy, không phải là một khía cạnh. Bài viết thể phương được gia tăng, ít nhất một tổ tế bào phải được 30 người. Nhân tiện nhóm phải lên 6 người. Dù rồi tôi đến tôi giảng ở tại chỗ của Mỹ là lên trên 30 rồi đó, nhưng bây giờ phải cao khác là mục tiêu năm nay phải là ít nhất phải là trên 60 hoặc là 100 năm những ngày tới. Ra pha cũng vậy nha, bắt cũng bắt chàng. Amen. Không phải dừng lại số 30, nhưng mà năm nay ít nhất phải được 60 là giá trung bình. Mà nếu được nữa phải nhốt là 100. Nếu quý vị tin, Chúa sẽ làm. Amen. Cái điều 100 trước đây có một người chúc phúc cho tôi trong salon, bây giờ đã được thành lại như vậy mà. Và tôi nói chị em là thuộc linh thế nào thì thuộc thể cũng phải đi đâu nữa. Nếu mà thành phần của phần thuộc thể không mà thuộc linh tem gắt á cũng không ích lợi gì. Mà nếu mà phần thuộc linh quá cao mà phần thuộc thể quá thiếu thốn á cũng tội, cũng tội, đúng không? Cũng tội. Vô nhà mà phải nói là thánh ca câu gốc mà kêu đầy vậy á, phải nói là đủ thứ hết, mà trong thùng gạo không có miếng nào, không chắc đấy, đúng không? Một sư tới vui mừng quá chừng ca hát đã, mà một sư đi ra không có chai nước uống cũng tội, đúng không? Cho nên hãy lắp hai người bên cạnh nó, cả hai như vậy, cả hai như vậy, cả hai như vậy. Trong danh Giêsu Chúa nói là Chúa tỉa sửa để chúng ta được kết quả hơn, xây cháy hơn, thành công hơn, cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa nói là các con đã được tinh sạch vì nhờ lời ta đã truyền dạy cho. Chúng ta được chuyên sạch là nhờ lời của Chúa đã truyền dạy cho các con. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì nó không tự kết quả được. Nếu tôi và anh chị em mà không gắn liền với Chúa thì không bao giờ kết quả được. Phải gắn liền với Chúa, phải nhờ cậy với Chúa anh chị. Nếu mà không có một sự tương giao với Chúa thì tôi nói anh chị em là vô cùng khó khăn. Nhưng mà điều này tôi cũng khích lệ anh chị em trong thánh salon. Nếu người nào có thì giờ, nếu đủ cái đức tin, vui lòng 5:30 sáng, quý vị hãy bật cái Google Meet của hội thánh salon lên, quý vị vô nhóm chung của hội thánh này. Bước đầu hơi khó cho quý vị, nhưng quý vị tập riết họ nó quen. Một số người trong hội thánh salon nè, bây giờ mà 5:30 sáng mà họ không tham gia nhóm là cả ngày nó hầu như thiếu thiếu một cái gì đấy. Có phải vậy không quý vị? Wow, tôi thấy là khoảng độ 33 gia đình như vậy á, thường thường là 30-33 mấy, là mỗi buổi sáng cứ 5:30 sáng tham gia trong buổi cầu nguyện đó, đến độ 7 giờ rồi đi làm. Tôi nói chị em nào, một ngày nó mình thuộc linh nó được đầy trọn rồi,
Ngài nói là tôi đảm bảo niềm vui đi theo mình, bình an đi theo mình, và lời của Chúa đi theo mình. Và Ngài đó tôi đảm bảo là khi mà chúng ta đầy dạy lời của Chúa rồi, ăn cái gì cũng ngon. Không tin hỏi cô Hiền chứ. Cô Hiền mà có thờ một Chúa xong xuôi á, tôi dẫn cô đi ăn mì Quảng cũng khen ngon. Rồi tôi dẫn cô đi ăn bún chả cá cũng khen ngon nữa. Tại vì sao? Khi mà đã vui rồi, ăn cái gì cũng ngon hết. Đúng không anh chị em? Và ngược lại trong ngày đó mà chúng tôi mà thờ một Chúa đủ rồi á, cảm ơn Chúa, tôi pha cà phê cho vợ tôi vẫn vui nữa. Thậm chí mấy đứa con tôi đó, nó để áo quần lung tung, tôi xếp gọn lại và tôi đem bỏ giặt, tôi không vui nữa. Thì vì sao? Lời của Chúa đầy dạy trên mình rồi, mình phục vụ đó là một phước hạnh. Mình được phục vụ đó là một phước hạnh. Tôi vẫn thường nói con cảm ơn Chúa, đôi chân con vẫn còn khỏe để con phụ giúp vợ con của con. Tôi vẫn vui mừng con cảm ơn Chúa vì con vẫn còn minh mẫn để con chia sẻ và ăn ủi người khác. Đừng xem việc giúp đỡ người khác là một gánh nặng, nhưng hãy xem việc giúp đỡ người khác đó là một cái phước hạnh. Bao nhiêu người khao khát mình trở thành người giúp đỡ người khác. Amen. Cho nên Chúa muốn là lời của Chúa ở trong mỗi người trong chúng ta để chúng ta được kết quả, và Chúa muốn chúng ta được thành công. Trong số năm, ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sanh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì cả, không làm gì được. Chúa nói là Chúa muốn mỗi người chúng ta sanh nhiều quả. Chúng ta hãy nói nhiều lại, Chúa muốn bạn sanh nhiều quả. Nhiều quả. Có nhiều quả khác nhau đúng không chị em? Có nhiều người thì có cái quả gọi là quả danh nghiệp, có nhiều người thì có cái quả của sự tiếp khách, có nhiều người thì có cái quả của việc là đi truyền giáo, có nhiều người thì có cái quả của cái ơn gọi là gây dựng, khích lệ. Nhưng mà lời của Chúa buổi sáng này là gì? Chúa muốn chúng ta không chỉ có một quả mà là nhiều quả. Amen. Bao nhiêu người muốn nhiều quả? Amen. Tôi thấy trong hội thánh Salon này nhiều người rất là nhiều quả. Amen. Dễ thương lắm. Đùng một cái thì mình thấy đang ngồi cái đường, đùng một cái thì đang rỡ hướng dẫn, đùng một cái thì mình thấy đang chịu tôi đấy, đùng một cái thì mình thấy đang bị chết, đùng một cái thì mình thấy đánh trống luôn, đùng một cái thì mình nghe nói được truyền giáo. Wow, một con người mà mang nhiều ân tứ, một con người mà làm được nhiều việc. Vừa rồi thì ông bà Sonia Buffen tới đây giảng. Thì có một đứa cháu trong hội thánh nó thông dịch. Nó thông dịch xong xuôi thì đến giờ nói chuyện á, thì tôi kể về câu chuyện về vừa rồi hội thánh Salon tổ chức về Giáng sinh rất là phước hạnh. Các em nhỏ, các em trẻ thanh niên làm rất là tốt, nó diễn kịch, nó hát, nó múa, nó dàn dựng chương trình chi tiết, tôi khoe đủ thứ hết. Cái tờ tôi tới hình rồi tôi chỉ đây là MC nè, cái ông bà sư nó nói là gì, ủa cô là vừa là thông dịch mà vừa là MC luôn sao? Wow, giỏi vậy sao? Nghe tôi nói, wow, chưa đâu, còn là cô giáo nữa đó. Tôi nói, really? Yeah. Vừa là cô giáo dạy tiếng Anh nè, vừa là đánh piano được luôn, mà vừa là MC luôn, đứng lên thông dịch viên luôn. Chúng ta bổ cái người nghe Chúa, đó là nhiều quả đó. Amen không? Đó là nhiều quả. Có người hỏi tôi là, mục sư, sao lúc này tôi thấy con bé Mỹ Tâm, con mục sư, nó không còn đánh đờn nữa. Tôi nói lúc này chưa trống mà. Cái gì? Nó con gái. Nó bao nhiêu tuổi mà nó chưa trống? Tôi nên 13 tuổi rồi. 13 tuổi là tuổi nên là bấm game. 13 tuổi là tuổi này nhũng nhẽo, éo. Nhưng mà sao 13 tuổi mà biết đến đường, biết không dịch viên, một người con trống luôn nữa. Chúng ta bó tay lên cái nhà hả ngay. Chứ có ngày dân dựng các con em chúng ta trong dòng huyết của Chúa. Amen. Tôi cảm ơn Chúa trong hồ thánh, Chúa dùng nhiều công việc khác nhau, cho nên Chúa muốn chúng ta được nhiều quả cho Chúa. Amen. Kết quả cho Chúa. Chúng ta biết rằng là trong một cái buổi ăn về trái cây, mà nếu mà tất cả chỉ dồn chung một cái nải chuối không thì thấy nó được không chị em? Có nhiều người thích ăn chuối, nhưng mà cũng có những người không thích ăn chuối. Mà nếu mà trong cái dĩa trái cây đó vừa có chuối nè, vừa có xoài nè, vừa có nho hả, định thích nho hả, vừa có nho nè, vừa có táo nè, sầu riêng nữa, sầu riêng nữa. Ồ, sầu riêng mình nhất là ghé Cần Thơ ha. Rồi sầu riêng nữa. Rồi tôi nói chị em là nhiều quá. Ý Chúa muốn trong hội thánh Salon sẽ trở thành một dĩa trái cây nhiều quá. Có những quả ăn vô để bổ, nhưng mà có những quả ăn vô
vô để tiêu hóa. Amen. Có những quả ăn vô miệng rất là ngon, nhưng mà có những quả vừa ăn vô miệng rất là chát đắng. Nhưng mà ở anh chị em, mỗi loại quả nó đều có một ích lợi riêng cho cơ thể. Amen. Trong hội thánh này có muôn hình muôn vẻ lắm. Có nhiều người đến phàn nàn là cũng được. Tôi vô nhóm đừng cho tôi ngồi cạnh bạn ăn nữa. Tôi hỏi tại sao nên là về vậy kia. Đó là quả một mình bạn chỉ biết mấy ghế mà có khó chịu này nhỏ giờ kia. Tôi nói trong hội thánh mà. Tôi nói anh chị em là hội thánh là một xã hội thu nhỏ. Nơi đây nó đủ thứ thành phần. Miền Bắc có, miền Trung có, miền Nam có, rồi bà Tám có, bà Hai có, bà Sáu có, nó đủ thứ trong này cả. Nhưng mà hội thánh không phải là để chúng ta đến khó chịu, nhưng mà hội thánh là nơi để giữ sự chúng ta trở thành kết quả hơn. Amen. Hội thánh không phải là chỗ để chúng ta đến để hưởng thụ, mà hội thánh chỗ để chúng ta đến thờ phượng Chúa và coi như là gì, giúp đỡ, gây dựng hay là phục vụ người khác. Amen. Chúng ta nói người bên cạnh, hội thánh là nơi để bạn để phục vụ. Hội thánh là nơi để phục vụ. Hội thánh là nơi để bạn để phục vụ. Nếu bạn cảm thấy là đến hội thánh chán quá, thì hãy biết rằng tìm một việc gì đó mà, thì bạn sẽ không còn chán nữa. Nếu bạn cảm thấy đến hội thánh mà nhàn quá, tôi khích lệ các bạn hãy đóng góp một gì đó, thì các bạn sẽ không còn nhàn nữa. Có một người họ nói tôi như thế này. Họ nói là một sư, trước đây thì tôi cũng có đi hội thánh, nhưng mà tôi cũng không có tham gia một cái gì hết. Nhưng một ngày kia thì tôi đến hội thánh, tôi mang theo một số thức ăn. Thế rồi tới giờ xong xuôi giờ nhóm thì tôi chia sẻ thức ăn, mọi người cảm thấy vui vẻ. Thì tôi về tôi cảm thấy nó có một cái gì đó ý nghĩa. Tôi nói là hãy làm nữa đi, hãy làm nữa đi. Cho nên buổi sáng này cô Tiến này cũng từ Bình Đức của về cũng đi Tây Công và cũng mang theo một bịch sô cô la. Cô Tiến sau giờ này ngồi cái bài làm chứng của cô khích lệ Thục Linh tốt rồi, nhưng mà Thục Linh không chỉ đủ, có chạy sô cô la nữa đủ. Cô đi cô phát cho mỗi người một cục sô cô la, tôi đảm bảo người ta sẽ nhớ mặt cô và cầu nguyện cho cô. Cầu nguyện cho cô sẽ có một người chồng ở Bình Đức và nhiều người đang nhảy qua Bình Đức để gặp Chúa. Đức Chúa Trời ngày muốn chúng ta được kết quả hơn. Amen. Tôi muốn nhấn mạnh câu số 8. Quý vị cùng đọc với tôi câu số 8. Quý vị cùng đọc tôi 2, 3. Bởi vì ngày nay ta đã cùng công minh, ấy là đã bỏ cánh ngoài nhiều và trở nên một đồ ta. Bởi vì điều này cha ta sẽ được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ của ta. Hơn chị em chúng ta kết quả nhiều thì Chúa sẽ được tôn vinh. Amen. Chúa sẽ được tôn vinh khi chúng ta kết quả nhiều. Amen. Bởi điều này cha ta được tôn vinh, đó là các con kết quả nhiều và trở thành môn đồ của ta. Chúa không muốn chúng ta là chỉ là tín đồ, mà Chúa muốn chúng ta trở thành môn đồ. Tín đồ là những người chỉ đi theo Chúa vào Chủ nhật thôi, nhưng mà môn đồ là những người bắt đầu nói về tình yêu Chúa Giêsu cho người khác. Môn đồ là những người làm theo những gì Chúa Giêsu đã từng làm. Tôi cầu nguyện khao khát là hội thánh Salom này nếu được 90% là môn đồ thì chắc chắn là hội thánh này sẽ được phục hưng. Trong một số hội thánh truyền thống chỉ có một sư là môn đồ và một vài người chấp sự là môn đồ, còn tất cả là tín đồ. Cho nên có thể họ kỷ niệm 100 năm thành lập, 100 mấy chục năm thành lập, nhưng mà nhóm lại cũng vờ một số ít. Phần đông phát triển là do cha mẹ sinh con đi nhà thờ, chứ không có phát triển ở bên ngoài. Nhưng mà hội thánh tư gia, Chúa muốn mỗi người chúng ta là gì? Mỗi một người tin Chúa đều là môn đồ của Chúa. Quý vị cần phải phân biệt giữa môn đồ và tín đồ. Bao nhiêu người biết bóng đá banh á? Bao nhiêu người biết? Chúng ta biết đá banh à? Tôi có thể nói năm ta là gì? Môn đồ là những người cầu thủ ở một bên sân, là đá có mục tiêu để sút vào gôn và cản trở không cho quân thù đá vào trong gôn của mình. Còn tín đồ là gì? Giống như những khán giả. Khán giả chỉ xem, coi, cổ vũ. Cảm thấy đội bóng đá vỗ gì ơ, vỗ tay. Đội bóng thua thì buồn, đá. Trong hội thánh ngày hôm nay nó vẫn còn tồn tại những điều này. Những con người ra đi truyền giáo là những môn đồ. Khi kết quả thì có những tín đồ ở nhà vỗ tay khen. Còn không kết quả thì sẽ có những người tín đồ ở nhà chiên. Nhưng tôi cầu nguyện cho những người môn đồ của Chúa thắng không kêu, bại không nản. Khen không nở lỗ mũi mà chê không quỳ cái mặt xuống.
thành con cũng dâng lên cho Chúa. Amen. Mà Chúa được thành công vẫn tiếp tục nhờ cậy Chúa. Amen. Chúa muốn chúng ta hãy kế hoạch cho Chúa. Amen. Quý vị đọc cho chúng con 15 rồi, trước khi chúng ta kết thúc, chúng ta đọc cho con 15, 2, 3. Ta không còn gọi các con là đệ tớ nữa, vì đệ tớ không biết chủ mình là. Nhưng ta gọi các con là bạn hữu, vì ta nói cho các con biết tất cả những gì ta nghe. Câu số 16, không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn một bổ nhiệm các con, để các con đi và kết quả, và quả các con còn mãi. Để bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin thì Ngài sẽ ban cho các con. Cho truyền dạy những điều này cho con, để các con yêu thương nhau. Một lần nữa trong câu 16 để nhắn nhủ chúng ta là không phải mình chọn Chúa, vậy là Chúa đã chọn bổ nhiệm chúng ta, ủy thác cho chúng ta để chúng ta đi và kết quả. Hãy nói người bên cạnh, Chúa muốn bạn ra đi và kết quả. Chúa muốn bạn ra đi, Chúa muốn bạn làm ăn và thành công. Amen. Chúa muốn bạn mở hội thánh và được tăng trưởng. Chúa muốn bạn giảng dạy lời Chúa, người ta được tái sanh và đổi mới. Chúa muốn bạn là những người đứng lên đờn thì nhiều người được khích lệ và được mạnh mẽ. Chúa muốn bạn là những người đứng lên hát thì nhiều người được thông viết và được khích lệ. Chúa muốn bạn làm chứng của các bạn đến sự an ủi và nâng đỡ người khác. Chúa muốn bạn là những con người dâng hiến tài chánh và tài chánh dư dật hơn đời sống của bạn. Chúa muốn bạn là những con người mà biết nấu ăn đãi người khác, và Chúa sẽ làm cho thùng của bạn, thùng dầu, hũ gạo của bạn sẽ không thiếu, hũ dầu của bạn sẽ không lưng, tài chánh của bạn sẽ không thiếu khi bạn hết lòng phục vụ Chúa. Amen. Và Chúa muốn đời sống của các bạn là gì? Hãy yêu thương nhau. Amen. Khi mà mình yêu thương nhau là mình đã kết quả trong ý muốn của Chúa. Amen. Chứ nếu mà thành công cho nhiều, mở cho nhiều hội thớ là thánh, mà ghen ghét nhau, kiện cáo nhau, lên án nhau, rồi chỉ trích nhau, điều đó không đề cập Chúa. Amen. Mà điều Chúa đề cập gì? Các con phải yêu thương. Amen. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện ngay trong đời này. Nói Chúa ơi, con khao khát trong năm 2024 này, con sẽ là người kết quả cho Chúa. Hãy đứng lên hướng về Chúa và cầu nguyện ngay trong giờ này. Hallelujah, trong danh Giê-xu, hallelujah. Bộ mục sư muốn mời tất cả các bạn thân tin và những người hướng dẫn hồi nãy, các con hãy tiến lên đây và con tiếp tục học vừa ngày. Hallelujah. Mời tất cả các bạn thân tin, những người đã từng hát trong hồi nãy, hãy tiến lên đây. Và quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.